Ngày 12 tháng 1 năm 2014, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà bà Chu Thị Hoa Linh sinh năm 1977, trú tại thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, tàng trữ nhiều loại pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm. Qua quá trình khám xét, tổ điều tra đã thu giữ 27 dây pháo tép có trọng lượng 4,7 kg, 19 quả pháo US có trọng lượng 800 g, 94 quả pháo bi nhỏ trọng lượng 200 g, 103 quả pháo bi lớn có trọng lượng 450 g, 300 cây pháo hoa có trọng lượng 24 kg, 121 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc cùng 3 kg đạn bi nhựa. Bà Linh khai nhận Toàn bộ số pháo và súng đạn đã được mua từ một thương lái tại cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ tháng 2 năm 2013 và tàng trữ để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang lập hồ sơ khởi tố bà Linh vì vi phạm Điều 155 của Bộ Luật Hình sự về tội mua bán hàng quốc cấm và mở rộng điều tra vụ án.